Ba, con thì không nghĩ anh Tùng như vậy đâu. Con lớn rồi, con hiểu mà. Thì ba biết rồi, ba hiểu, ba biết. Nhưng mà ba nói con nghe, cái thằng này á, nó không phải như người ta đâu. Trời đất ơi, coi vậy chứ nó trai gái dữ lắm, nó gái gu lắm. Cái gì con cũng phải theo dõi chứ, đâu có được con. Thì con mướn người theo dõi, mà con ở nhà con chăm sóc mấy đứa nhỏ, thì con phải mướn người. Ủa, mà sao kỳ vậy? Tự nhiên ở đâu con, ở đâu từ trên trời rơi xuống, rồi bây giờ bắt mày phải chăm sóc là nghĩa làm sao? Đó, tự nhiên con đúc đầu vô chi cho giờ con khổ, con thấy không? Thôi được rồi, chuyện của con để con giải quyết cho nha. Không có khổ hả? Con hạnh phúc, con vui hả? Không có được. Trời ơi, nghe xong ba muốn sặc à. Mà này nè, tao nói mày nãy giờ mày không hề có một cái câu hỏi thăm sức khỏe ba nữa. Không biết ba giờ sao nha. Thôi vậy nha ba. Mà không phải, mà ba nói con ba nè. Trời đất ơi, nói chưa hết cái nó cúp máy à. Đúng là con với cái khổ ghê vậy đó. Đẻ con gái ra lớn lên là đi theo trai, theo chồng, không cần biết cha nó sao. Chị Vy. Hết hồn. Gì nè, chị giữ vậy mấy đứa? Chị có sao mà sao nhìn hôm nay chị bơ phờ quá vậy? Sao đâu, hai đứa ăn đi. Tụi em ăn không được. Được thì uống nước đi, đây nè. Thôi, tụi em không khát đâu. Chị bị sao thì chị nói cho tụi em biết chứ. Chị dậy rồi, sao tụi em ăn được? Với lại ba Tùng đi rồi, chị có chuyện gì thì chị cứ nói cho tụi em đi, em sẽ chăm sóc chị thay cho ba Tùng. Thật ra là chị có điều muốn nói với hai đứa. Trong thâm tâm chị bây giờ á, chị mong muốn là hai đứa phải cố gắng học thật giỏi, tự biết chăm sóc bản thân mình. Còn mọi chuyện ở nhà cứ để chị lo, vậy chị mới an lòng được. Trời ơi chị Vy, chị nói gì mà như kiểu chăn chói mà sắp chết vậy? Nhổ nước miếng nói lại. Bị bà. Thiệt tình. Chết cái gì mà chết? Chị gì sao mà chết được? Chị cũng nhổ nước miếng nói lại luôn đi. Mọi người sao á, chị còn trẻ, còn lâu nữa mới chết. Trời ơi. Nhổ nước miếng nói lại. Hai đứa làm sao vậy? Chị không có sao hết trơn á. Tại vì bây giờ là chú ba Tùng của hai đứa đi công tác rồi, nên chị phải ở nhà chị quán xuyến hết mọi chuyện. Thì chị có mệt chút xíu thiệt, nhưng mà không sao, chị làm được hết. Tại vì chị lỡ hứa với ba chú Tùng của hai đứa rồi, nên chị phải ráng hoàn thành trách nhiệm của chị, hiểu không? Chứ bây giờ chú ba Tùng của hai đứa cũng lo đi làm, đi công tác xa, thì chị ở nhà chị cũng phải gánh vác phụ chứ, hiểu không? Bây giờ đừng có lo cho chị, lo là lo cho ba chú Tùng của hai đứa á. Lỡ nhưng mà có gọi điện về á thì phải nói cho chú ba Tùng của hai đứa nghe là chị vẫn bình thường, chị không có sao hết trơn á, hiểu không? Bây giờ đừng có lo chị nữa, ráng ở nhà học hành đàng hoàng, vậy thì chị với lại ba chú Tùng hai đứa mới an tâm. Chứ hai đứa cứ nghĩ hoài là chú Tùng Tùng là của hai đứa là coi như là không, ý chị nói là chú ba Tùng của hai đứa sẽ buồn, hiểu không? Bây giờ thôi ăn đi, chị đi chút xíu. Chị đi đâu? Chị giải quyết chút. À, đi toilet. Không có, giải quyết vấn đề sức khỏe. Trời, giải quyết vấn đề sức khỏe là đâu chị? Truyền nước. Chị Vy, chị có sao không? Chị mệt xíu à. Chị Vy, chị đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha chị. Bà thấy chưa, tôi thấy tội nghiệp chị Vy lắm luôn á. Vừa lo công việc nè, công việc nhà, rồi còn lo cho hai đứa mình nữa. Tôi thấy nhìn chị Vy như là siêu nhân vậy. Thì siêu nhân có phải có lúc sập nguồn, hết năng lượng chứ. Không có chú Tùng, rồi không có chị Vy nữa, rồi hai đứa mình còn quậy nữa. Chắc cái nhà thành cái bãi rác quá à. Bây giờ không có chị Vy, mình tự làm. Vậy mình bà làm đi nha, tôi không có rảnh đâu á. Ê nè, mới là tự làm hồi nào. Hồi nãy bà mới nói bà tự làm gì? Tôi bận biết bao nhiêu việc, bà làm đi. Tôi không làm, bà không làm, vậy ai làm? Thì có ô xin làm. Ủa, chú Gượng, chú chuyển qua làm ô xin luôn hả? Xin cái gì? Tôi là chủ ở đây, để tôi tuyển ô xin trên toàn quốc về hầu hai bà.